Bí mật ít người biết của Từ Hy Thái Hậu. Căn phòng bí mật bên trong cung điện Từ Hy rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Sau khi Từ Hy Thái Hậu, một người được xem là Thái Hậu có lối sống xa hoa bậc nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc qua đời, việc đầu tiên mà Long Dụ Hoàng Hậu làm là dẫn các đại thần dưới quyền cùng xông vào cung Từ Hy. Không chỉ vậy, bà còn cho mở cửa căn phòng bí mật nhất của Từ Hy Thái Hậu trước mặt mọi người. Thế nhưng, khi các đại thần theo Long Dụ Hoàng Hậu bước vào, thì tất cả đều ngỡ ngàng. Ngay cả Long Dụ cũng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Thậm chí bà còn ước gì mình chưa bao giờ có ý định xúc phạm Từ Hy Thái Hậu. Vậy họ đã nhìn thấy gì trong căn phòng bí mật đó? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Long Dụ Hoàng Hậu là cháu gái ruột của Từ Hy Thái Hậu. Cha của bà là em trai của Từ Hy. Khi Hoàng đế Quang Tự đến tuổi thành gia lập thất, Từ Hy Thái Hậu đã nghĩ đến gia đình của mình và lựa chọn Long Dụ không chỉ vì bà có thân phận cao quý, mà còn vì Long Dụ và Hoàng đế Quang Tự có vẻ tương xứng về độ tuổi. Vì vậy, Từ Hy đã lập tức ra lệnh cho Hoàng đế Quang Tự lập Long Dụ làm Hoàng hậu. Từ Hy nghĩ rằng như vậy có thể củng cố được địa vị hiện tại của mình. Nhưng đáng tiếc là Hoàng đế Quang Tự rất không hài lòng với Long Dụ. Ông biết rằng người phụ nữ này là một quân cờ mà Từ Hy Thái Hậu đã đặt bên cạnh mình. Sau đó, Quang Tự không chỉ không sủng ái Long Dụ Hoàng hậu, mà thậm chí còn để cho các phi tần khác làm nhục bà. Chính vì vậy sau khi vào cung, Long Dụ chưa bao giờ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu bà nghĩ rằng người cô ruột sẽ luôn ủng hộ mình, nên sau khi vào cung, Long Dụ Hoàng hậu thường xuyên tìm đến Từ Hy Thái Hậu để kiện cáo. Không may là Từ Hy Thái Hậu cũng nhanh chóng cảm thấy chán ghét về chuyện này. Bà cho rằng Long Dụ không có khả năng quản lý phu quân của mình mà lại luôn muốn bà đứng ra thay mặt. Thêm vào đó, bên cạnh Hoàng đế Quang Tự lúc bấy giờ có một người rất tâm lý là Trân Phi. Không chỉ đối đầu với Hoàng đế, Từ Hy Thái Hậu còn muốn tước đoạt quyền lực của Quang Tự để biến ông thành một con rối thực sự. Chính vì những lý do trên nên Từ Hy Thái Hậu và Long Dụ Hoàng hậu mặc dù có quan hệ huyết thống nhưng không thực sự gần gũi. Trước khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, bà còn để lại cho Long Dụ Hoàng hậu một cái bẫy lớn, rằng các nữ nhân trong hậu cung không được can thiệp vào chính trị. Long Dụ Hoàng hậu suốt đời không có con cái, bà chỉ có một mong muốn duy nhất là sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, bản thân có thể nắm quyền lực của triều đại trước, trở thành Từ Hy thứ hai. Nhưng thật tiếc rằng, người cô ruột đã chặn hết con đường sau này. Vậy nên, sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, người căm ghét Từ Hy nhất không phải là Vua Quang Tự đã bị chính tay bà sát hại, cũng không phải là thái giám Lý Liên Anh mà chính là Long Dụ, người cháu gái của bà. Vào thời điểm đó, Long Dụ đã trở thành Thái Hậu. Mặc dù đã nắm giữ mọi quyền lực trong hậu cung, nhưng điều bà muốn làm nhất là trả thù Từ Hy Thái Hậu. Bởi vì các quan lại triều trước muốn chôn cất thi thể của Vua Quang Tự trước, nên Long Dụ Thái Hậu cũng đã có một cơ hội tuyệt vời. Thông qua việc tra tấn các cung nữ, Long Dụ Thái Hậu đã biết được trong cung của Từ Hy có một căn phòng bí mật, chưa ai có thể đặt chân vào trong đó. Ngay cả đại giám Lý Liên Anh cũng cần được sự đồng ý của Từ Hy Thái Hậu mới có thể đến được căn phòng bí mật. Lúc đó Long Dụ Thái Hậu đã khẳng định rằng Từ Hy Thái Hậu chắc chắn đang giấu một bí mật không ai biết trong căn phòng này. Nếu bà có thể công khai bí mật trên, có lẽ sẽ cứu vãn được thể diện của mình. Chính vì suy nghĩ này, Long Dụ Thái Hậu đã tìm đến các quan lại của triều đại trước, kể cho họ nghe rằng trong cung Từ Hy còn có những kho báu khác. Những quan lại vốn đang lo lắng về quốc khố trống rỗng, khi nghe Long Dụ Thái Hậu tiết lộ, đã theo bà xông vào cung Từ Hy. Mặc dù Lý Liên Anh đã nhiều lần ngăn cản, nhưng cuối cùng do không đủ quyền lực nên cũng đành phó mặc cho mọi chuyện diễn ra. Long Dụ Thái Hậu rất đắc ý, dẫn theo nhóm quan lại trên trực tiếp vào trong căn phòng bí mật. Không thể không nói, căn phòng bí mật của Từ Hy Thái Hậu được xây dựng hết sức khéo léo. Không chỉ tiêu tốn vô số nhân lực và vật lực, mà ngay cả gạch men trong đường hầm cũng được khắc họa những hoa văn vô cùng tinh xảo. Long Dụ Thái Hậu luôn tin rằng lần này mình chắc chắn có thể nắm được điểm yếu của Từ Hy. Nhưng thật không may, khi mở cửa căn phòng bí mật, tất cả mọi người đều bị sốc hoàn toàn. Hóa ra, trong căn phòng bí mật ấy không có đàn ông hay những bí mật không thể công khai,
mà lại chứa đầy những thùng vàng bạc châu báu, thậm chí còn có những thứ mà Từ Hy Thái Hậu đã lấy trộm từ kho bạc. Từ Hy Thái Hậu trước đây luôn cảm thấy những thứ này để trong kho bạc là không an toàn, chỉ có để bên mình mới khiến bà cảm thấy an tâm nhất. Vì vậy bà đã đặc biệt xây dựng một căn phòng bí mật trong chính phòng của mình. Ngoài bản thân bà ra thì người khác hoàn toàn không thể dễ dàng vào được. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Từ Hy Thái Hậu đều đến căn phòng bí mật của mình để ngắm nhìn những bảo vật. Cuộc sống trong hậu cung khiến Từ Hy cảm thấy cô đơn. Vì vậy vào những năm cuối đời, bà còn đặc biệt đặt một chiếc giường bên trong. Mỗi lần bà nghỉ ngơi ở đây đều để Lý Liên Anh đứng bên ngoài trông chừng. Ngoài Từ Hy, cũng chỉ duy nhất mình đại giám Lý Liên Anh mới có thể bước chân vào đây. Chính vì vậy, các cung nữ và thái giám trong cung dù biết Từ Hy có một căn phòng bí mật như vậy nhưng không ai dám bước vào tìm hiểu. Long Dụ Thái Hậu lúc này bỗng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể hứa hẹn sẽ chuyển tất cả những thứ này vào quốc khố để chứng minh mình không phải là một kẻ tham lam. Trước đây, có rất nhiều đại thần của triều đại trước từng là tể tướng, hy vọng Từ Hy Thái Hậu có thể lấy một ít tiền từ kho bạc để mở rộng quân đội. Đáng tiếc là mỗi lần đều bị Từ Hy từ chối. Đôi khi Long Dụ Thái Hậu cũng sẽ đứng bên cạnh Từ Hy phụ họa, nhưng thực ra bà chỉ muốn làm vừa lòng Từ Hy Thái Hậu mà thôi. Long Dụ Thái Hậu không ngờ rằng Từ Hy lại tham nhũng nhiều vàng bạc châu báu. Nếu không chuyển tất cả vào quốc khố, các đại thần sẽ nghi ngờ rằng Long Dụ Thái Hậu cũng là tay sai của Từ Hy. Để tránh làm tổn hại danh tiếng của mình, Long Dụ Thái Hậu cũng chỉ có thể giả vờ trả lại những thứ này cho các đại thần của triều đại trước. Ngoài ra trước đây, Từ Hy Thái Hậu đã từng ban thưởng cho Long Dụ một số đồ vật nhưng cũng đã thu hồi lại. Có thể nói, đây là một tình huống mất cả chỉ lẫn trải. Bởi nếu bà không mang những đại thần này trở về, thì chắc chắn những đồ vật trong hậu cung sẽ do chính Long Dụ Thái Hậu quyết định. Sự việc đã đến mức này, Long Dụ Thái Hậu không còn cách nào tốt hơn ngoài việc im lặng chịu đựng, không thể nói ra nỗi khổ. Đây cũng là một bí mật về Từ Hy, một thái hậu có lối sống xa hoa bậc nhất trong các triều đại phong kiến Trung Quốc mà cực ít người biết đến. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.